Trong quá trình mà các bác chia sẻ thì có một số câu hỏi đến từ quý vị khán thính giả. Thì có một câu hỏi em muốn hỏi chung với các bác luôn ạ. Bác sĩ cho em hỏi là nhiều nơi quảng cáo xét nghiệm gen để ngừa ung thư thì không biết lợi ích và tác hại của việc này như thế nào ạ? Thì với câu hỏi này chắc nhờ các bác cùng tương tác để mà cùng chia sẻ một số điều cho các quý vị khán thính giả vừa rồi ạ. Thành nghĩ sao? Đã từ lâu người ta hy vọng tìm một cách gì đó để chẩn đoán sớm, và một thời gian người ta hy vọng vào các tua mặt cơ để chẩn đoán sớm, nhưng đến bây giờ vẫn sai. Các đột biến gen cũng vậy, người ta đang hy vọng để chẩn đoán sớm. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng đột biến gen đó có thể cơ thể mình có sự chữa được, chứ không phải ở thời điểm này sẽ bị đấy, mà các bác sĩ mới tìm hiểu rằng là phải có đột biến gen di truyền, rồi bác sĩ theo dõi thời điểm nào mà chúng ta sẽ điều trị, chứ không phải là cái đột biến gen đó sẽ là gây bệnh. Có nhiều người mang cái đột biến gen nó suốt cả cuộc đời luôn và mất đi sự khác, cái đó là chúng ta làm thì cũng là một điều là để tìm hiểu, để chúng ta hy vọng là chúng ta năm người những cái bệnh mà chúng ta có thể có về sau này từ cái đột biến gen đó, nhưng không phải là để mà chúng ta khu nguồn, mà chúng ta tìm cái đường để chúng ta giảm thiểu cái sự phát triển thành khối u đó. Tôi kể một câu chuyện có thật của một thầy giáo cách đây 15 năm. Sau khi chấm thi, anh ta hút thuốc một ngày 3 gói. Sau chấm thi đi thử, tu mật cơ CA tăng lên tới 200. Anh ta nghe bởi bị ung thư phổi rồi, thế là chạy lên Đà Lạt. Không dễ đâu. 5 năm sau anh trở về bảo bác sĩ, tôi bị ung thư. Tại sao giờ tôi chưa chết mà bây giờ trước mắt tôi bị mất dạy? Tôi hỏi sao anh gọi mất dạy? Tại vì tôi nghỉ học, việc làm bây giờ mất dạy. Thì tôi điều tra ra thì là cái lúc thời điểm lấy máu đó là anh mới hút thuốc lá 3 gói. Thế bảo bây giờ anh chị sao mà tự bình thường, rồi thì mai anh hút 3 gói đi, rồi anh đi thử đi, cho thấy ra. Do đó là cái tu mật cơ bây giờ người ta không gọi là phát pháp nữa, mà chỉ để theo dõi điều trị. Còn cái đồ kinh doanh bây giờ còn mới lắm, chúng ta tôi cũng đi, cũng giống như tình huống đó. Và về bác sĩ bác Mai thấy sao? Cái vấn đề mà thử ba cái dấu ấn ung thư á, thì ngay cả bản thân một bác sĩ cùng lớp với tôi đây, tự nhiên cái thử ra một cái dấu ấn là nghĩ là ung thư phổi. Thế rồi anh ấy phải chạy từ dưới tỉnh, anh chạy lên Chợ Rẫy, anh làm nguyên một cái PET scan. Thế rồi anh ấy mới thấy không có sao, rồi anh ấy mới nhẹ người anh. Nguy hiểm quá. Nó rất là nguy hiểm và tốn kém, và trong khi đó lại có những cái xét nghiệm khác để tầm soát nó đặc hiệu hơn, ví dụ như là tìm máu ẩn trong phân hay là nội soi đại tràng dạ dày thì nó phát hiện sớm hơn nữa, mà rất mọi người khi mà đến tuổi thì nên làm. Em chỉ Chúng xin ta hỏi có xuống một một chương trình, chúng ta có chương dạ trình rõ ràng. dạ vâng dạ vâng Thứ đại tràng tới gì, cái ung thư phổi chăm sóc cái gì, chứ không phải là khi một cái. dạ vâng dạ Y học cộng đồng cũng có làm một cái chương trình như vậy vào khoảng tháng 4 rồi. Em chỉ xin chia sẻ một cái góc nhìn nữa đối với cái vấn đề là xét nghiệm đột biến gen để mà lên chương trình phòng ngừa ung thư đấy. Thì bây giờ là một số bác sĩ cũng rất là tích cực và đang khuyến khích cái đó. Tuy nhiên thì như cái slide mà quý vừa chia sẻ đấy, tức là ví dụ như cái hội chứng Lynch rồi cái hội chứng là ung thư vú và buồng trứng di truyền đấy, thì nếu mà chúng ta ra ngoài đường chúng ta lấy bất cứ người nào ra để xét nghiệm thì rõ ràng là cái xác suất mà chúng ta bắt được cái gen đó là khoảng chừng 3, 1 trên 300, thậm chí là 1 trên 5 cho đến 800 người mới ra một cái gen như vậy. Thì có nghĩa là rất là nhiều người sẽ đi xét nghiệm tứng lừng lừng nhưng mà không phát hiện ra cái gì hết, mà thậm chí là phát hiện ra những cái đột biến gen linh tinh khác và ảnh hưởng tới cả cái quyền lợi mua bảo hiểm của mình về sau. Trong khi đó thì nó cũng không phải là hoàn toàn vô ích nếu mà chúng ta có trong gia đình chúng ta có rất là nhiều người bị ung thư mà ở cái tuổi trẻ, ví dụ như là trước 40 tuổi đấy, thì đối với những người đó thì cái khả năng mà mang cái gen liên quan tới các cái hội chứng đó nó cao hơn, ví dụ như là 5%, 10%. Thì lúc đó nếu mà chúng ta có cái tài chính, chúng ta nghĩ là bây giờ nếu mà chúng ta phát hiện ra có cái gen đó thì tôi sẽ sẵn sàng đầu tư một năm
3 triệu cho tới 5 triệu để tôi đi làm tầm soát. Ví dụ ung thư vú là phải nói tới MRI hoặc là chụp nhụ ảnh, nó rất là phiền phức chứ không phải không. Nếu mà chúng ta sẵn sàng cho cái canh bạc như vậy á, thì chúng ta hãy đầu tư thêm vào cái việc tầm soát gen. Còn bây giờ nếu mà chúng ta không có cái tài chính dồi dào và chúng ta cũng rảnh để làm cái chuyện đó, thì quý nghĩ là không nên làm đột biến gen ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Thanh cũng như là bác sĩ Quý cho câu hỏi vừa rồi ạ. Thì em nghĩ là quý khán giả đã có được một cái câu hỏi khá là rõ ràng cho cái vấn đề này. Thì em xin được gửi thêm tới quý bác sĩ một câu hỏi khác từ quý vị khán giả ạ. Là việc xét nghiệm đột biến gen có áp dụng cho trường hợp ung thư bàng quang đã phẫu thuật cắt bỏ, tái tạo và di căn hạt hay không ạ? Và việc xét nghiệm đột biến gen chi phí như thế nào ạ? Đưa câu hỏi cho bác ấy luôn, nhìn lên. Điều trị thuốc nick. Thôi rồi, chảy mất rồi. Không biết là các bác có nghe rõ câu hỏi vừa rồi không ạ? Không, bác ấy nghe không rõ. Dạ vâng, thì chắc em sẽ đọc lại một chút xíu. Câu hỏi là việc xét nghiệm đột biến gen có áp dụng cho trường hợp ung thư bàng quang đã phẫu thuật cắt bỏ, tái tạo và di căn hạch không ạ? Và việc xét nghiệm đột biến gen chi phí như thế nào ạ? Quý xin trả lời cái câu đây nhé. Dạ vâng. Theo cái hiểu biết của mình ấy, thì là hiện nay cái đột biến gen đối với cái tình huống đó thì là các bác sĩ sẽ xem nó như là một cái ung thư bàng quang mà giai đoạn tái phát hoặc là giai đoạn 4 đó. Thì các cái hướng dẫn điều trị bây giờ cho thấy là các cái điều trị chính xác và chắc chắn hơn là dùng những cái dòng hóa trị cisplatin, hoặc là nếu mà có điều kiện thì dùng các cái thuốc miễn dịch như là pembrolizumab các kiểu, và cái việc ứng dụng đó nó không có phụ thuộc nhiều vào cái đột biến gen. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân đã lờn hết tất cả các cái thuốc đó, thì ở bên Nhật á, người ta có một cái chiến lược khác, đó là dùng máu hoặc là dùng những cái mẫu mô của người bệnh đấy để xét nghiệm gen tiếp, xem thử là có những cái đột biến nào và cái đột biến đó nó có thực sự là kết nối được với là một cái loại thuốc đích nào đấy để mà ức chế cái đột biến đấy hay không. Và theo những cái thử nghiệm lâm sàng cỡ nhỏ thì là một số người có cái lợi ích từ cái thuốc đích, mặc dù là đó là thử nghiệm lâm sàng, có nghĩa là tất cả các cái thuốc men rồi điều trị chi phí điều trị là được miễn phí hết cho bệnh nhân. Còn đối với chúng ta ở trong cái tình huống thực tế của Việt Nam thì cái việc tìm đột biến gen và tìm thuốc đích như vậy ấy, nó cũng chưa phải là cái điều trị tối ưu đâu, và đó là lý do mà rất là nhiều nước bây giờ họ cũng không có chi trả bảo hiểm cho cái chuyện đó. Nên là quý nghĩ là cái câu trả lời đây sẽ là tùy thuộc vào cái tình huống cụ thể. Nếu mà chúng ta chưa đi các cái phác đồ chắc chắn hơn như là hóa trị và pembrolizumab thì nên đi theo cái hướng đó trước. Dạ vâng, cảm ơn bác quý. Có một cái ý nhỏ trong cái phần này một chút xíu nhờ các bác chia sẻ thêm á, là không biết là có cách nào để mình có thể giảm bớt đột biến gen không ạ? Nhờ các bác có thể chia sẻ một chút xíu về cái cạnh này ạ. Vâng, em xin chia sẻ luôn nhé, bởi vì cái phần này liên quan tới cái slide của quý lúc đầu ấy, là mình nói là khi nào mà chúng ta còn sống, chúng ta còn cái sự tái tạo tế bào cơ thể thì là chúng ta sẽ vẫn phải gặp đột biến gen. Thì vấn đề về lão hóa cũng là một cái yếu tố mà chúng ta khó mà tránh khỏi. Tuy nhiên sẽ có rất là nhiều cái yếu tố mà chúng ta có thể kiểm soát được để không có bị đột biến gen nhiều quá mức. Ở đây quý xin chia sẻ cái slide này, nó cũng liên quan tới cái phần tầm soát ung thư đó, cái phần mà phòng ngừa ung thư đấy. Như mọi người đã thấy là có những cái yếu tố hóa học, vật lý và sinh học nó sẽ tăng cái phát sinh đột biến gen trong cơ thể chúng ta. Ví dụ như rất là nhiều nghiên cứu đã nói là cái việc hút thuốc nó sẽ làm tăng cái số đột biến gen ở trên phổi, trên họng miệng của mình, uống rượu cũng vậy, trên thực quản, trên dạ dày.
các cái độc chất như aflatoxin, amiang cũng vậy. Ngoài ra, tia từ ngoài, tia cực tím và tia phóng xạ nó cũng làm phát sinh đột biến gen, nhất là trên da và các cái vùng mà được chiếu xạ vào. Ngoài ra, những cái loại vi khuẩn như là pylori hoặc là HPV, HPV nó cũng tăng, làm tăng cái đột biến gen. Và đó là cái lý do mà tại sao các nhà nghiên cứu và các cái hiệp hội họ đã khuyên là chúng ta bỏ thuốc, tránh xa khói thuốc, ngay cả khói thuốc thụ động, để chúng ta giảm cái nguy cơ, và đương nhiên là bỏ rượu này, rồi là ý thức về quản lý môi trường. Đấy, cái này cũng rất là quan trọng ở Việt Nam. Ngoài ra thì như các cái webinar trước, là cái việc tầm soát và diệt trừ cái con vi khuẩn pylori này nó cũng giúp giảm bớt cái đột biến gen xảy ra ở dạ dày của mình. Và cái việc tầm soát quản lý theo cái mức độ nguy cơ để mà xem cái tình trạng lây nhiễm cái HPV và HPV, đương nhiên là tình dục an toàn, nó cũng rất là quan trọng. Và mọi người còn nhớ cái slide này không ạ? Có nghĩa là đối với cơ thể chúng ta, cho dù chúng ta có một số cái yếu tố nguy cơ dễ mắc ung thư hơn những người khác về mặt bẩm sinh, nhưng mà nếu mà chúng ta theo được một cái chế độ sinh hoạt lành mạnh thì chúng ta vẫn có thể giảm được cái nguy cơ bị ung thư trong đời của chúng ta. Và cái hệ miễn dịch rất là quan trọng, bác Mai đã chia sẻ đấy, chúng ta giảm stress, chúng ta làm những điều tốt đẹp để cho chúng ta không phải mất ăn mất ngủ, thì nó cũng rất là tốt để mà duy trì cái hệ miễn dịch. Và ngay cả việc mà chúng ta thực hiện đúng các cái 5 cái điều này, không thuốc lá, không giảm bỏ rượu bia, vận động tích cực, duy trì cân nặng hợp lý và dinh dưỡng hợp lý, nó cũng đã giúp giảm cái nguy cơ bị ung thư. Đương nhiên là nó sẽ qua cái việc là giảm bớt cái số đột biến gen mà chúng ta dễ mắc phải hàng ngày. Xin cảm ơn mọi người ạ. Dạ, vâng, em cảm ơn phần trả lời của anh Quý ạ. Dạ bác Thanh ạ, sau đây thì mình có một vài quý các khán giả muốn gửi tới bác câu hỏi ạ. Em xin phép đọc nha. Là có nhiều loại xét nghiệm đột biến gen khác nhau cho ung thư phổi, thì là mình nên dùng cách nào ạ? Và nếu như ung thư phổi ở giai đoạn 2 là đã tái phát được 2 năm và tái phát lại sau 2 năm thì nên làm thế nào để tìm được đột biến gen ạ? Thứ nhất là ở Việt Nam chúng ta hiện tại có rất nhiều cái loại làm đột biến gen tùy cho tình huống của người bệnh. Nếu bệnh nhân mà quá yếu, chúng ta không làm được cái gì và lấy mô vô, thì chúng ta sẽ làm lấy mô máu hoặc lấy dịch dịch, đó là tiêm chất lỏng. Có một số nơi ở nước ngoài người ta đã làm chất lỏng nữa, nhưng mà ở Việt Nam mình chưa. Bác sĩ Sơn La có đăng ký việc làm cái này chưa công bố, đó là chuyện. Đó là bệnh nhân quá yếu, chúng tôi hy vọng tìm được cái đích để điều trị. Còn những bệnh nhân mà có phẫu thuật rồi thì trước đây chúng ta làm, chúng ta đặt tiền ra bảo hiểm vẫn chưa trả, đến ngày hôm nay vẫn chưa trả. Chứ ở nước ngoài thì không biết làm sao, nhưng mà nước ngoài khuyên phẫu thuật là cũng làm được chứng gian luôn. Việt Nam mình muốn làm thì cũng làm luôn, nhưng mà tiền mình bỏ ra. Mục đích gì là gì? Sau 1 năm hoặc 2 năm thì đơn vị là vũ mô, thì vũ mô đó có thể bị hư hỏng và không thể làm được. Và có nhiều đơn vị người ta là đột biến gen, người ta từ chối làm nếu vũ mô trên 2 năm. Và do đó thì vấn đề đó là vấn đề cần thiết, để là khi mà bệnh nhân có đột biến gen, khi mà bệnh nhân tái phát mà sau phẫu thuật rồi, thì thời gian mà 2-3 năm thì chúng ta coi là cái mẫu mô thời trước không còn nữa. Và nếu chúng ta có làm được thì chúng ta so sánh, coi chừng cái loại đột biến gen này nó làm cho bệnh dịch tái phát đây, và chúng ta sẽ làm được mẫu mô máu hoặc là lấy cái mô mà mới bệnh phẩm mới tái phát ở đâu, hạch hoặc là tổn thương ở phổi, người ta xin biết làm cho coi, và từ đó người ta sẽ lựa chọn cách điều trị thích hợp. Nếu mà mình có điều kiện thì chúng ta làm đột biến gen mà cái phẫu thuật mới, đó là cái MGS, là cái hình mà tôi vừa chiếu đó, thì đó là chúng ta biết được hết. Nhưng mà biết hết để làm gì? Có những thuốc chúng ta vẫn không được sử dụng ở Việt Nam,
chúng ta phải mua từ nước ngoài về bản hạ cấp từ tin tưởng được chất lượng không, cái đó là vấn đề. Thuốc ở Việt Nam chúng ta chỉ có một số thôi, vậy nhưng mà chúng ta làm để chúng ta biết để ông thầy thuốc có thể trả lời với người bệnh anh có một kỹ viên thứ nhất là dạy thuốc, một kỹ viên thứ hai là thuốc, tôi điều trị chỉ có được kỹ viên thứ nhất thôi, một kỹ viên thứ hai một thời gian nữa nó sẽ là chủ đạo, nó bùng lên thì anh sẽ bị ngán thuốc, đó là báo hiệu cho người ta và như vậy. Đó là những điều kiện để có bác sĩ có ý kiến. Dạ vâng, dạ em cũng rất là đồng ý với cái ý kiến của bác sĩ Thanh, đó là chúng ta phải xem đằng sau của cái việc xét nghiệm gen đó là cái gì. Ví dụ chúng ta có thuốc để rẻ tiền hay là dễ tiếp cận cho bệnh nhân hay không, bệnh nhân có sẵn sàng để trả những cái thuốc mới hay không, thì lúc đó chúng ta hãy đi tìm những cái đột biến gen đó. Còn nếu không, bệnh nhân đang nào cũng chỉ có thể theo được bảo hiểm hiện nay trả thuốc gì tôi xài thuốc đó, thì chúng ta hãy làm những cái xét nghiệm gen cụ thể, ví dụ như là ALK hay là EGFR chẳng hạn, cái đó vừa nhanh vừa rẻ và nó lại dễ tiếp cận hơn. Và đó là em hoàn toàn đồng ý với cái trả lời của bác sĩ Thanh ạ. Ngoài ra ở Nhật ấy, thì người ta cũng có một cái lăng tăng, đó là khi mà chúng ta làm từng gen một á, thì họ sẽ gặp cái vấn đề là chúng ta hết mẫu. Bởi vì mỗi lần mà làm xét nghiệm gen thì người ta sẽ cắt cái mẫu để một chút. Đấy, và tới khi mà làm tới cái gen thứ 3, thứ 4 gì đó thì lúc đó lại hết mẫu. Thì đó là một cái lý do mà phía bên khuyến khích là làm một lần hết tất cả luôn á, thì họ khuyến khích như vậy. Nhưng mà rõ ràng cái vấn đề về chi phí nó cũng đang là một cái gánh nặng cho bệnh nhân. Một bác sĩ dưới tôi một lớp, trước đó chỉ là cô bác thôi, thì chúng ta có EGFA, bác sĩ đó là đột biến 19 gen. Sau khi điều trị tích cực hai năm thì vẫn tái phát, thì có chuyển qua oxy nè ở bên trở đấy, rồi vẫn không làm được 19 gen toàn thể. Thì trước việc bác sĩ nhân đi nước ngoài phát hiện ra bác sĩ còn có một số cái nguyên khác nữa, và bác sĩ ấy có bảo rằng biết vậy thì đi nước ngoài từ đầu. Đó là sự lựa chọn của người bệnh, chúng ta phải tư vấn rõ ràng. Nếu người ta có điều kiện, người ta muốn làm, mình làm hết để cho người ta biết. Còn nếu mà người ta không điều kiện thôi, anh cũng có điều kiện, thậm chí không có điều kiện điều trị phức tích, anh chỉ muốn hóa trị tôi chỉ được hóa trị 38% bệnh nhân giai đoạn 4 vẫn còn dạy thuốc, vẫn còn khả năng điều trị bằng hóa trị. Bằng tính em gái tôi, nó có phát đồ hóa trị 8 năm. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Thật ra là có một độc giả có hỏi trên livestream, đó là tại sao mà em có đột biến gen và em dùng thuốc đích rồi nhưng mà vẫn không có đáp ứng được. Thì cái câu trả lời ở đây đó là thuốc đích thì nó đáp ứng cao hơn, ví dụ 60% thôi, nhưng mà nó vẫn có nghĩa là còn 40% là không có đáp ứng. Và rõ ràng như mọi người thấy qua cái phần trình bày của chúng tôi thì là cái đột biến gen bản thân nó cũng không phải là cái yếu tố quyết định mọi thứ đâu. Đấy, cho nên là vẫn còn những cái điều mà khoa học vẫn chưa biết được tại sao người này bị ung thư, người này đáp ứng thuốc và không đáp ứng thuốc. Nhưng mà dù sao thì chúng ta vẫn tin tưởng là các bác sĩ sẽ tư vấn cái phương pháp mà tối ưu nhất trong cái tình huống đó, về cả phần tác dụng phụ trên về mặt tài chính cho cả bệnh nhân và cả người thân. Dạ, cảm ơn các bác. Thì nhân cái câu gợi ý vừa rồi của bác Quý á, thì có một độc giả cũng có hỏi là các bác sĩ cho biết là đã có phác đồ sau khi kháng thuốc đích thế hệ 3 chưa ạ? Thế hệ 3 thì người ta đang nghiên cứu thế hệ 4, nhưng mà đến giờ chưa công bố, đang trong thử nghiệm. Và sau khi mà chúng ta thích mạng cái thế hệ 3 thì chúng ta quay lại hóa trị. Đặc biệt có một lời khuyên của các chuyên gia nước ngoài là quay lại hóa trị chứ không phải quay lại thuốc miễn dịch. Người ta sẽ chứng tỏ rằng là bệnh nhân đã có đột biến EGFA rồi, dùng thuốc miễn dịch phía sau không hiệu quả, quay lại hóa trị. Và tôi cũng có một bệnh nhân chết định đòi miễn dịch, tôi tư vấn hoài nhưng mà sau 3 chu kỳ cứ phát triển quay lại hóa trị lại đáp ứng. Đó là cái điều mà các tác giả nước ngoài đã khuyến cáo. Vâng. Em cũng được biết tới cái nghiên cứu đó anh Thanh ạ. Và như mọi người thấy là
trong cái phần trình bày của bác sĩ Thanh là có nói tới cái biểu hiện của PD-L1, thì cái đó cao thì sẽ là dự đoán được là hiệu pháp miễn dịch sẽ tốt. Nhưng mà cái câu chuyện nó không có đơn giản như vậy. Nếu mà chúng ta đã có cái đột biến về EGFR thì cái sự cao của cái PD-L1 đó, nó thường thường là nó là một cái dấu hiệu qua đường thôi, nó không phải là cái yếu tố chủ đạo trong lúc đó nữa. Cho nên là cái chuyện chúng ta dùng liệu pháp miễn dịch trong cái tình huống đó nó lại không có ích. Mặc dù là các cái thử nghiệm lâm sàng bây giờ thì người ta sẽ làm tiếp các cái đột biến, tìm các cái đột biến gen để giải thích cái sự lơn thuốc. Ví dụ như là có các cái sự amplification, gia tăng các cái đoạn gen nào khác hay không, và xem thử có thể sử dụng các cái thuốc đích nhắm tới cái đó hay không. Nhưng mà cái tiếp cận này thì vẫn còn rất là có tính may rủi rất là cao. Trong nghiên cứu rồi. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác Thanh, cảm ơn bác Quý. Bác Mai ơi, có một độc giả muốn hỏi trực tiếp với bác á, là người thân của em đi xét nghiệm đột biến gen về sản khoa và sau đó không được mua bảo hiểm nhân thọ nữa. Thì bác sĩ có thể giải thích vì sao lại như vậy không ạ? Thì về sản khoa thì họ thử cái gì vậy? Đột biến thử về cái đó là về cho cái phần nào của sản khoa? Phải hỏi cho rõ. Tại vì dạ, hình như là một cái đột biến gen gì liên quan tới sảy thai đó cơ. Sảy thai hay là hội chứng máu đông gì đấy? Cái ca đó là cái ca mà không phải. Bác Mai ơi. Có một cái em đó, em đi thử thì em bị đột biến gen. Thì cái đột biến gen đó là nói về đông máu. Thế nhưng mà tôi mới truy ra, tôi hỏi là lý do tại sao mà mới có thai lần đầu mà cả thai cũng lớn rồi thì mới đi thử cái đó. Tôi mới hỏi lý do gì mà đi thử cái đó. Thì sau đó thì hỏi ra đó là hồi mà cô còn con gái chưa đi lấy chồng đó, thì bố mẹ cô đã mua cho cô một cái bảo hiểm. Và cái bảo hiểm đó thì lúc đó cô chưa có bị cái gì cả. Thế giờ đến về sau á, thì cô lại bị cái bệnh gì mà nó liên quan tới vấn đề đông máu đó. Thế rồi thì thành ra do đó cô mới khi cô lấy chồng thì cô có bầu thì cô mới lại lo sợ cái gì đó. Thành ra bác sĩ đi khám phụ khoa, người ta mới khuyên cô thử lại. Thì cái thử lại thì cái gen nó vẫn đột biến. Thành ra do đó cô hỏi có mua bảo hiểm được không? Thì dĩ nhiên là người ta sẽ không bán bảo hiểm. Vâng, như vậy là ở đây mình không có cái chỗ nào để phân trần với là cái đơn vị bảo hiểm đâu. Cái đột biến gen này không có liên quan gì tới bệnh hiểm nghèo hay là ung thư gì hết. Không có, không có. Tại vì ở Việt Nam á, thí dụ như ở các nước khác á, họ có thể họ nhận những cái ca mà đã ung thư chữa được rồi thì họ sẽ tăng phí lên. Là ở các nước khác, nhưng ở Việt Nam á, là họ không dám. Chỉ có ung thư tuyến giáp á, mà thể nhú mà loại microcarcinoma đó thì họ mới dám bán thôi. Còn những cái trường hợp ung thư gan Việt Nam mình làm sao bán được, nhưng mà ngoại quốc nó vẫn tăng phí lên nó bán. Dạ vâng. Tại vì cái phần mềm mà để tăng phí đó là nó áp dụng cho toàn thế giới, mà cái nước New Zealand nó là cái nước duy nhất là nó không cho từ chối bảo hiểm. Tăng phí cách mấy cũng được nhưng mà phải bảo hiểm cho người ta. Là nước New Zealand là nước duy nhất thôi. Chứ còn bữa đó Quý có hỏi về cái vấn đề 2 năm miễn truy xét á, thì cái đó nó không có FP là tôi mua 2 năm rồi là tôi muốn bị bệnh là phải đền không. Mà cái đó là nó áp rằng là anh mà đã biết bệnh rồi mà anh không kê khai thì dù là anh qua 10 năm tôi cũng tính luôn. Nhưng mà nó cái đó nó khác nhau ở nhiều chỗ lắm. Ví dụ bên Mỹ á, thì nó bảo là 2 năm thì là coi như là nó không truy xét. Nhưng mà ở bên Canada đó thì nó vẫn truy xét. Đó, nó khác nhau tùy từng nước. Ở Việt Nam thì áp dụng giống như bên Canada. Vâng, cảm ơn cô đã chia sẻ. Như vậy là mọi người thấy cái đột biến gen nó thiên hình vạn trạng, bản thân cái đột biến gen nó cùng cả tỷ loại, và mỗi cái tình huống sẽ có thể là có lợi ích nhờ biết được đột biến gen, hoặc thậm chí là chả có lợi ích nào mà thậm chí là có hại nữa.
Và như cái câu chuyện mà cô Mai vừa chia sẻ là liên quan tới cái việc mua những cái bảo hiểm để chúng ta có thể có những cái chi trả hỗ trợ cho bảo hiểm y tế trong cái tình huống là chúng ta cần có thúc đích những cái điều trị mắc tiền về sau, thì mọi người lưu ý là đừng có đi xét nghiệm linh tinh để chúng ta hoặc là muốn xét nghiệm thì phải mua bảo hiểm trước. Đấy, cho nên rất là cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ Mai và bác sĩ Thanh trong ngày hôm nay ạ. Và chúng tôi cùng xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình suốt 1 tiếng rưỡi vừa rồi ạ. Cảm ơn. Thì em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các đối tác đã hỗ trợ cho chương trình hôm nay được diễn ra, là bên đối tác Pro2.vn, Best Insight, thuộc phòng cộng đồng, mạng lưới câu lạc bộ phụ nữ kiên cường và Y Doctor.